Quang Tèo rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư. Được biết, năm 38 tuổi, anh mới kết hôn với một cô công nhân hiền lành, chất phác. Khi đó, vợ chồng Quang Tèo ở nhà tập thể phải đi xách nước từng xô để sinh hoạt. Cũng ít người biết rằng cả hai đã có khoảng thời gian dài hiếm muộn. 13 năm sau khi làm đám cưới, vợ chồng Quang Tèo mới có con. Hai con Nguyễn Ngọc Phương Linh và Nguyễn Lê Minh là gia tài lớn nhất của hai vợ chồng Quang Tèo. Cả hai đều là sinh đôi. Trước đây, gia đình ông sống trong một căn nhà nhỏ rộng 35m² do bố mẹ để lại ở làng Vòng, quận Cầu Giấy. Hiện nay, gia đình ông đang ở một căn hộ rộng rãi với 200m² ở khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là căn hộ trị giá 7 tỷ đồng, được Quang Tèo mua dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2017. Ngoài ra, Quang Tèo còn một khu trang trại nghỉ dưỡng rộng hơn 1.000m² ở xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tiểu sử nghệ sĩ Quang Tèo. Nghệ sĩ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962. Ông tốt nghiệp khoa chèo, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nên ông bắt đầu nghiệp diễn với vai trò một nghệ sĩ hát chèo. Sau đó ông chuyển sang nhà hát kịch quân đội từ năm 1986 cho đến khi về hưu là tháng 6 năm 2015. Ông là một quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm thượng tá. Mặc dù công tác trong quân ngũ, nhưng lĩnh vực mà Quang Tèo nổi tiếng nhất vẫn là hài kịch. Năm 2012, Quang Tèo được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Tèo sinh tại làng Vòng, huyện Từ Liêm cũ, nay thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Ông là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Năm 1990, Quang Tèo xây dựng gia đình, trải qua một quãng thời gian dài kết hôn mà chưa có con. Đến năm 2003, vợ ông đã sinh đôi được một trai và một gái.